Hoàng Nguyên hân hạnh được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng công ty Viễn thông Mobifone vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ được kiểm toán. Theo đó, thì doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm qua đạt gần 35.080 tỷ đồng, tăng gần 3.700 tỷ đồng, tương đương 12% so với năm 2015. Tuy vậy, chi phí bán hàng tăng tới 27%, tương ứng với hơn 1.200 tỷ đồng. Điều này khiến cho lợi nhuận sau thuế giảm 22% xuống mức 4.223 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của Mobifone ở mức 8.400 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn và hoàn toàn không còn vay nợ ngân hàng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn giảm đáng kể so với thời điểm đầu năm, từ sắp xỉ 9.000 tỷ xuống còn hơn 1.800 tỷ đồng. Năm 2017, Mobifone đặt mục tiêu doanh thu toàn tổng công ty đạt 44.205 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 39.669 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 4.471 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 6 tới đây, tổng công ty Licoji sẽ đưa 90 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán là LIC lên giao dịch tại thị trường Upcom, giá tham chiếu là 4.900 đồng một cổ phiếu. Licoji hiện có vốn điều lệ là 900 tỷ đồng. Ba cổ đông lớn nắm 97,95% cổ phần gồm Bộ Xây dựng, tỷ lệ nắm giữ là 40,71%, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, tỷ lệ là 35%, và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gia Cường với tỷ lệ là 22,24%. Năm 2016, LIC đạt doanh thu hợp nhất là 2.899,6 tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2015 và lỗ sau thuế là 436,6 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2015 lại lãi hơn 68 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, thì tổng tài sản của Licoji là 4.115,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 546,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 48,2% so với thời điểm đầu năm, lỗ lũy kế là 458,8 tỷ đồng. Thưa quý vị, ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, mã chứng khoán là NVT, vừa thông báo đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2017. Như vậy, sau khi bán thì ông sẽ chỉ còn nắm giữ gần 9.000 cổ phiếu của Ninh Vân Bay. Cổ phiếu của NVT vừa phá đáy về dưới 2.000 đồng một cổ phiếu trong những ngày cuối tháng 4 2017 vừa qua, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5 với những phiên tăng trần. Đặc biệt là có chuỗi 12 phiên tăng trần liên tiếp lên sắp xỉ mức giá là 5.000 đồng một cổ phiếu. Nguyên nhân cổ phiếu NVT phục hồi mạnh mẽ được dự đoán là do nhà đầu tư kỳ vọng vào tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, hai phiên tiếp đó cổ phiếu NVT giảm sàn và hiện về giá là 4.310 đồng một cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, nếu thoái vốn thành công, ông Lê Xuân Hải thu về sắp xỉ là 13 tỷ đồng. Ông Lê Xuân Hải là chủ tịch của Ninh Vân Bay từ tháng 12/2016 và vừa được bầu lại giữ chức chủ tịch công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, mã chứng khoán là SFJ, niêm yết trên sàn HOSE vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 6%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15 tháng 6 và ngày thực hiện thanh toán dự kiến là vào ngày 30 tháng 6. Số tiền dự kiến chi trả là 28,73 tỷ đồng. Năm 2017, SFJ đặt mục tiêu tổng doanh thu là 2.711 tỷ đồng. Tăng 16% so với năm 2016, lợi nhuận 110 tỷ đồng bằng với năm trước và cổ tức không thấp hơn 12%. Trước đó, thì Hội đồng Quản trị AFC cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cầu cảng nhà máy Superphosphate Long Thành với công suất đến 10.000 DWT. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8 tỷ đồng từ nguồn vốn tự bổ sung. Thời gian thực hiện là từ tháng 5 cho đến tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 6 tới đây sẽ có nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Các quy định này được ghi rõ trong thông tư 36 do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi thông tư 217 năm 2013. Theo đó, đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán, thì ngày chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán. Đối với hành vi vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán và đăng ký giao dịch, thì thời hiệu xử phạt được tính kể từ ngày chứng khoán được đưa vào niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đối với vi phạm đã kết thúc, hoặc kể từ ngày lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm đối với vi phạm đang được thực hiện. Chuyển sang những thông tin trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, mới lập kỷ lục chưa lâu thì phố Wall đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua. Nhóm năng lượng và tài chính kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Kết phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, chỉ số Dow Jones giảm 0,24%, chỉ số S&P 500 giảm 0,12%, còn Nasdaq giảm 0,11%. Đáng chú ý, nhóm năng lượng của S&P 500 mất 1,31% sau khi giá dầu lùi khỏi mốc $50 một thùng.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại liệu biện pháp cắt giảm sản lượng của các cường quốc dầu mỏ trên thế giới có phát huy được tác dụng hay không. Trong khi đó, nhóm tài chính cũng chịu áp lực bán khi mất 0,8%. Cổ phiếu của JP Morgan giảm 1,7%, cổ phiếu Bank of America giảm 1,4%. Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ tăng 0,31% nhờ đà tăng của các mã blue chip công nghệ như Apple, Microsoft hay Amazon. Về thông tin của nền kinh tế Mỹ, số liệu cũng cho thấy trong tháng 4 vừa qua, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh trong 4 tháng, chứng tỏ nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ. Trước diễn biến đó, các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng tới. Nhìn chung thì có khoảng 5,68 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức trung bình trong 20 phiên gần nhất là 6,69 tỷ cổ phiếu theo Thomson Reuters. Chuyển sang thị trường chứng khoán châu Á. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á phiên cuối tháng tăng giảm đan xen sau khi chứng kiến phố Wall quay đầu giảm và đồng bảng Anh trượt giá trước những suy đoán về bầu cử ở Anh. Kết phiên giao dịch ngày 31 tháng 5, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,14%, AS200 của Úc tăng 0,12%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,24%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 0,16%. Thông tin tác động đến phiên giao dịch vừa qua là những suy đoán về kết quả bầu cử Quốc hội Anh. Các nhà quan sát cho rằng đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May có thể sẽ mất 20 ghế về tay đảng lao động. Điều này sẽ khiến cho chính trường Anh thêm biến động giữa lúc hai đảng phái đang mâu thuẫn gay gắt về tiến trình Brexit. Đồng bảng Anh rớt giá về còn một bảng đổi 1,278 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Trong khi đó, tại Trung Quốc, sau kỳ nghỉ lễ thì các chỉ số quay trở lại với sắc xanh nhờ vào chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 5 vừa được công bố. Theo đó, thì PMI tháng này đạt mức 51,2 điểm, cao hơn mức dự báo là 51 điểm. Tại Nhật, đồng yên mạnh lên khiến cho các mã xuất khẩu giảm điểm, ảnh hưởng đến chỉ số. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch đêm qua thì cổ phiếu của đại gia thương mại điện tử Amazon đã vượt mốc 1.000 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đây là mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Động lực mang lại đà tăng cho cổ phiếu Amazon xuất phát từ kết quả hoạt động khả quan từ lĩnh vực bán lẻ chủ chốt của công ty. Ngoài ra, Amazon còn đang lên kế hoạch mở thêm các cửa hàng offline. Bên cạnh đó, lĩnh vực điện toán đám mây của công ty cũng phát triển mạnh và Amazon đã bắt đầu thực hiện các bước tiến lớn hơn vào lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Quý vừa qua, Amazon đạt doanh thu là 35,7 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,48 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Amazon đã tăng vọt gần 35%, vốn hóa của công ty đạt 478 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với Walmart và chỉ sau Apple, Alphabet và Microsoft. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Amazon là Jeff Bezos, hiện có tổng tài sản là 85 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn cả khối tài sản của tỷ phú đầu tư là Warren Buffett. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, ngân hàng Deutsche Bank của Đức vừa đồng ý nộp phạt 41 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cáo buộc từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rằng ngân hàng này đã có nhiều sơ sót trong việc giám sát các giao dịch gây rủi ro xảy ra hoạt động rửa tiền. Fed cho biết chi nhánh của Deutsche Bank tại Mỹ đã không tuân thủ đầy đủ đạo luật bảo mật ngân hàng. Theo Fed, thì Deutsche Bank đã không thực hiện việc kiểm soát đầy đủ hàng tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch tiềm ẩn đáng ngờ giai đoạn từ 2011 đến năm 2015. Những giao dịch này liên quan đến các công ty thành viên ở châu Âu không cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Fed đã áp dụng lệnh yêu cầu dừng hoạt động với Deutsche Bank, yêu cầu ngân hàng này phải xử lý những hoạt động không an toàn và không lành mạnh. Tuy nhiên, Deutsche Bank và giới chức Mỹ đã đi đến thỏa thuận nộp phạt là 41 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, ngân hàng này cũng đã đồng ý cải thiện kiểm soát và tăng cường giám sát giới quản lý cấp cao. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Cơ Sở trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, phần bình luận về những mã cổ phiếu nổi bật.